hành thiền về giai đoạn viên mãn thông qua giai đoạn sinh khởi chúng ta tu tập để hỗ trợ cho con đường mình sẽ tái sinh có bốn giai đoạn sinh khởi khác nhau tương ứng với bốn con đường tái sinh sau giai đoạn sinh khởi là giai đoạn viên mãn và qua việc thực hành giai đoạn đó chúng ta sẽ tu tập tiến trình của cái chết chắc chắn chúng ta sẽ chết và giai đoạn viên mãn giải thích cho ta hiểu về tiến trình vốn là như ảo của cái chết. Trong giai đoạn viên mãn, tất cả các thể bao quanh bên ngoài, toàn bộ vũ trụ, toàn bộ vạn pháp tan hòa vào tánh không. Điều này minh họa rằng tất cả các sự hiện hữu đều mang tính hữu phi, do đó sẽ là vô thường và tan hòa vào tánh không. Chúng ta nhìn vào thân mình, và thân đó sẽ trở thành không. Thân đó sẽ chết. Thân đó thực sự có bản tánh giống như vũ trụ bên ngoài và cung điện rộng lớn vô biên. Tất cả đều tan hóa. Các nguyên tố tan hóa vào nhau. Khi chúng ta lìa đời, trước hết nguyên tố đất tan hóa vào nước, rồi nước tan hóa vào lửa. Lửa tan hóa vào gió, gió tan hóa vào thức, rồi sau đó thức tan hóa vào trạng thái vô thức tại thời điểm đó thần thức rời lìa hơi ấm của cơ thể việc thần thức rời lìa hơi ấm sinh tồn của cơ thể là cái mà chúng ta gọi là hấp hối đó là khi thần thức rời cơ thể cơ thể chết đi trên thực tế mỗi đêm khi đi ngủ chúng ta đều trải nghiệm một phiên bản vi tế hơn của sự hấp hối nếu quãng đời còn lại của chúng ta chưa kết thúc chúng ta sẽ lại thức dậy chúng ta cũng có thể quan sát tiến trình tan hóa đó bằng cách nhìn vào sự tan hóa của trạng thái ngủ mộng của mình. Thực hành tan hóa chính là giai đoạn viên mãn. Trước tiên, chúng ta quán tưởng mọi thứ trong giai đoạn sinh khởi, và sau đó tất cả những thứ đó đều tan hóa. Ví dụ như, thánh chúng tan hóa vào chư vị bổn tôn trong mạng Đà La Chính, sau đó dâm tan hóa vào giáp và giáp sẽ tan hóa vào chữ hum ở nơi tìm. Và rồi hum cũng từ từ tan hóa. Chúng ta thực hành quán tưởng theo tiến trình tan hóa này. Dần dần, mọi thứ cuối cùng tập trung ở tâm và chúng ta sẽ an trú trong trạng thái đại thủ ấn. Sau khi giáp đã tan hóa vào hum, hum sẽ bắt đầu tan hóa từ phần dưới cùng của nó, gọi là sapkyu. Vốn nhìn giống như cái móc, sau đó các phần còn lại tan hóa từ từ về phía phần trăng khuyết, nửa vòng tròn ở phía trên, và sau đó tan hóa vào giọt tinh chất, và rồi giọt tinh chất đó tan hóa vào sợi tơ mảnh mai phi tế, còn gọi là dấu mốc nada. Chỉ sợi tơ nada này còn trụ lại lơ lửng trong hư không trống lặng, và sau đó sợi tơ nada không còn trụ vào đâu nữa và tan hóa vào hư không đó là giai đoạn viên mãn và chúng ta an trú tâm trong trạng thái như nhiên hay chân kiến, cái thấy mà không bám chấp vào bất kỳ điều gì. Do đó giai đoạn viên mãn và đại thủ ấn thực sự có liên quan với nhau. Con có thể đọc về nội dung này trong cuốn Các giai đoạn thiền định của Khenbo Sam ở trang 120. Đó là một đoạn giới thiệu rất tuyệt hảo. Con có thể đọc sách ở nhà và liên tục thực hành giai đoạn viên mãn như vậy. Cho đến khi con đạt được sự ổn định, thì con có thể quán tưởng vạn pháp tan trả như thế nào. Chữ hôm đã tan hóa rồi, sau đó sợi tơ trở nên càng lúc càng mảnh may hơn và tan hóa theo, rồi vạn pháp cũng tan hóa vào hư không. Sau đó con phải an trú trong một khoảng thời gian dài ngắn tùy theo khả năng của mình thậm chí chỉ một hai phút cũng được an trú trong cảnh giới nội tâm vốn không một chút bám chấp vào bất kỳ điều gì đây chính là trạng thái như nhiên của bản tâm sau đó con lập tức khởi hiện như bổn tôn trở lại con quán tưởng bổn tôn sự tan hóa là quan trọng nhưng việc khởi hiện lên lần nữa trong hình tướng bổn tôn cũng rất quan trọng ví dụ như khi thức dậy nhớ đến bổn tôn vào thời điểm con thức dậy thực ra là một giáo huấn để đạt giác ngộ như báo thân thức dậy trong tự tánh của bổn tôn mà không có bất kỳ ý nghĩ gì khác xen vào trước đó một khi bắt đầu xuất hiện những ý nghĩ phàm thường con sẽ trở nên mê lầm khi con lìa đời điều này sẽ giống y như một cái bình chứa đầy nước bị vỡ toang và khi ấy nước đang thoát ra ngoài phải được đón nhận bởi một bình chứa nào đó nếu bình chứa xuất hiện trong thời khắc đó là bổn tôn thì nước sẽ được đổ vào bình chứa bổn tôn và con sẽ trở thành bổn tôn nhưng nếu con không nghĩ đến bổn tôn mà lại nghĩ đến bản thân thì nước sẽ rơi phải xuống đất trở nên ô nhiễm và con sẽ trở nên mê lầm điều rất quan trọng là tức thì khởi lên như vị bổn tôn mà không có bất kỳ ý nghĩ trung gian nào xen vào. Điều này cũng giống việc nhớ nghĩ ngay đến bổn tôn khi thức dậy vào buổi sáng. Và bây giờ, khi thực hành, con không nên tập trung quá mức vào cung điện rộng vô biên bên ngoài và các hình ảnh quán tưởng của mạng Đà La bên ngoài. Hiện thời, hãy chỉ tập trung vào hình tướng bổn tôn và liên tục luyện tâm trong toàn bộ tiến trình quán tưởng còn quán tưởng bổn tôn, và sau đó bổn tôn tan hóa. Bổn tôn tan hóa vào chữ hum, và rồi bổn tôn lại khởi lên, và rồi con lại làm bổn tôn tan hòa. Con sẽ liên tục tu luyện theo hình thức này. Khi vạn pháp đã tan hóa, con an trú trong tri kiến, cái thấy, tức là an trú trong bản tâm như nhiên, trong một khoảng thời gian và sau đó con lại tức thì khởi lên thành bổn tôn mà con đang thực hành không được để bất kỳ ý nghĩ nào xen vào con sẽ liên tục thực hành nhiều lần theo cách này sinh khởi phiên mãn an trú trong tri kiến lại khởi lên và lặp lại mặt khác hãy tập luyện việc tức thì nhớ nghĩ đến bổn tôn ngay khi thức dậy nếu con có thể nhớ được bổn tôn ngay khi thức dậy con sẽ thực sự thấu hiểu giai đoạn viên mãn tinh túy của giai đoạn viên mãn sau khi tan hóa thực sự liên quan đến đại thủ ấn từ lúc vạn pháp tan hóa vạn pháp đã trở thành không cho đến khi khởi hiện lại như bổn tôn con phải nhận biết rằng đó chính là đại thủ ấn trong giai đoạn viên mãn chúng ta tu luyện tiến trình tan hóa và khởi hiện trở lại vị bổn tôn đang khởi hiện trở lại cần phải luôn có mặt trong mọi hoạt động hàng ngày của con trong mọi hoạt động của mình mỗi khi nhớ đến bổn tôn thì đó thực sự chính là chánh niệm bổn tôn trở thành chánh niệm của con với chánh niệm đó con sẽ nhận biết bất kỳ lỗi lầm nào phát sinh trong tâm mình phương pháp để liên tục duy trì chánh niệm được tóm tắt ở câu kệ thứ 36 của 37 Pháp hành Bồ Tát Đạo. Giờ thì chúng ta quay trở lại trang 120 với cuốn Các giai đoạn thiền định của Khenbo Samdup. Có một đoạn văn có nguồn gốc từ Chakya Chenpo, Đại Thủ Ấn Đồng Hiển Hiện, và đây vốn là một cách chân thực để giải thích về bản tánh Đại Thủ Ấn. Trước hết, thầy sẽ đọc bằng tiếng Anh và các con phải suy ngẫm về ý nghĩa của nó. Nhiều người trong số các con đã nghe nhiều nội dung giải giảng đại thủ ấn trước đây, nên giờ chúng ta sẽ đọc đoạn văn này. Cách hành thiện về giai đoạn viên mãn trí huệ. Ngoài ra, trong giai đoạn viên mãn, khi an trú tâm và thư giãn toàn bộ tâm trong trạng thái như nhiên của nó, sẽ có sự giác biết sáng tỏ rộng mở và sống động này hãy nhìn trực tiếp vào tinh túy của tâm này tâm này trông giống cái gì hãy thực sự nhìn vào bản tánh của chính tâm con và tự tìm câu trả lời một khi con đã trở nên thuần thục trong cách thực hành này và đã có niềm tin thì con sẽ có cảm nhận về tâm như sự hiện hữu sống động này nhưng lại không có gì để chỉ ra nó hay để nhận diện nó. Chỉ là sự rõ biết rộng mở, sống động, tỏ tường, vốn đang hiện hữu và luôn tỉnh giác. Tuy nhiên lại không có cách nào để diễn bày. Dùng khái niệm để mô tả hay để định nghĩa rằng nó giống như thế này hoặc thế kia. Nó chỉ thuần túy là sự rõ biết, sáng tỏ, tương tục, sống động, hiển hiện và thấu suốt không gì khuất lấp điều này cũng giống như con đang nhìn thấy một cái gì mà con chưa từng bao giờ thấy trước đó con rõ biết nó con tin vào nó con hoàn toàn tin chắc nó là như vậy nhưng con không thể diễn tả nên lời đây là cái được biết đến như giai đoạn viên mãn tánh giác cái rõ biết hiện tiền sự hiện hữu sống động bất đoạn vô tạo tác bất sinh rộng khắp sáng tỏ này được biết đến như là đại thủ ấn hay pháp thân. Đây cũng là tam bảo nơi nương tựa đích thực, là ý nghĩa tối hậu, là chân nghĩa hay tâm yếu của minh chú, của mạng đà la và vân vân. Ngay tại đây, trong thời điểm thấu suốt tỏ tường đó, ba thân Phật đều được dung nhiếp. Chân tánh vốn không thể được chỉ bày và không trụ ở bất kỳ đâu, thì đó chính là pháp thân. Sự chói lọi tự nhiên không bao giờ dứt đó chính là báo thân. Cả hai thân, bất nhị, không chấp trụ, chính là hóa thân. Chính tự tâm này của con, cái tương tục này, cái rõ biết nguyên sơ này, vốn tỏ tường, rõ biết, vốn hiện hữu và sáng tỏ một cách sống động, đó chính là sự hợp nhất bất khả phân giữa tánh không, và lòng bi mẫn là sự bất khả phân của hai chân lý tương đối và tối hậu là sự bất khả phân của trí huệ và phương tiện thiện xảo là sự bất khả phân của hai giai đoạn sinh khởi và viên mãn điều cần yếu là hãy thả lỏng tâm trong trạng thái như nhiên của nó và không rời xa sự sáng tỏ rỗng ràng sự rõ biết rỗng ràng chẳng còn gì khác để làm đề mục thiền định chẳng có công phu thiền nào ngoài việc không tách lìa khỏi điều này. Trong bốn hoạt động hàng ngày, hãy duy trì sự rõ biết không sao lãng. Trong trạng thái tâm như thế, thì cho dù có bất kỳ ý nghĩ hay cảm xúc nào khởi lên, hãy chỉ đơn thuần nhận biết chúng. Bằng cách thực hành như vậy, con sẽ luôn tỏ tường một cách tự nhiên, giống như các bông tuyết tự nhiên rơi xuống mặt hồ bằng cách duy trì việc này trong một thời gian dài, cuối cùng con sẽ được trải nghiệm sự an trú một cách tự nhiên trong trạng thái này mà không cần phải dụng công đặt tâm vào đó. Sau đó thậm chí ngay cả trong bốn hoạt động hàng ngày của con, sự tỉnh giác hiển hiện lộ lộ của tánh sáng và tánh không, vốn bất nhị, sẽ càng ngày càng tăng trưởng trong con. Để khai thị về các niệm tưởng như là pháp thân, khi tâm đang buông xả, thư giãn trong trạng thái như nhiên của nó, hãy nhìn trực tiếp vào chính tinh túy nguyên thể của tâm. Chính là tánh giác hiện tiền, sống động, trọng khắp, sáng tỏ và vô niệm này. Trong khi con đang an trú trong tự tánh tâm này, khi có bất kỳ niệm tưởng nào hé lộ, thì hãy nhìn thẳng vào tinh túy của các niệm tưởng này. Hãy thiền định như trước đây và xác lập được niềm tin về điều này các niệm tưởng này vốn tương tục không gián đoạn, đang hiện hữu một cách lộ lộ, và chính là sự tỏ tường rỗng rang. Hãy suy ngẫm về ví dụ của các đợt sống đang dâng cao và đổ sầm xuống mặt biển. Các đợt sống này cũng chính là biển. Chẳng có sống biển nào lại ở ngoài biển, chẳng có biển nào lại ở ngoài sống hay tách biệt khỏi sống. Cũng giống như thế, từ pháp giới của tánh tỏ tường quang minh và tánh không, các niệm tưởng khởi lên, nhưng các niệm tưởng này không hề tách lìa khỏi sự tỏ tường rỗng trang. Khi bạn nhìn vào tinh túy nguyên thể của một niệm tưởng nào đó, thì chẳng có gì để mà nắm bắt được cả. Niệm tưởng đang nằm ở đâu? Tự thân niệm tưởng này là vô tác. Điều này sẽ làm cho tim con ngập tràn niềm vui và sự kinh ngạc không cần phải chối bỏ hay loại bỏ một niệm tưởng tiêu cực ra khỏi tâm con. Không cần phải cố gắng đi tìm một loại trí huệ nào đó để đối trị các niệm tưởng này. Trước bất kỳ chướng ngại nào, nếu chứng ngộ được pháp tu phi thường này, nghĩa là chỉ đơn thuần nhận biết bất kỳ cái gì khởi sinh, thì cái đó tự giải thoát một cách tự nhiên, và con sẽ thành Phật trong một đời. Nếu cảm xúc tham dục mạnh mẽ khởi lên, đừng chạy theo cũng đừng bị cuốn hút. Thay vào đó hãy nhìn trực tiếp vào bản chất của dục vọng này và an trú tâm không sao lãng nơi sự rõ biết đó. Khi dục vọng khởi lên, nó không có gốc rễ và duyên cớ. Điều này nghĩa là chúng ta không chối bỏ dục vọng, mà ngay lúc dục vọng tự nó tan biến vào thể tánh bản nhiên của chính nó, thì ngay đó dục vọng tự thân được giải thoát. Chính tự thân điều đó là diệu quan sát trí, là Phật A Di Đà. Tương tự, khi năm cảm xúc phiền não khởi lên, đừng chạy theo hay dính mắc vào chúng. Hãy nhìn vào bản chất của chúng và an trú ngay đó. Thông qua cách thức này, các cảm xúc và niệm tưởng tự thân là thanh tịnh và một cách rất tự nhiên Chúng quay về giải thoát ngay nơi nguyên thể của chúng. Chúng khởi lên nhưng không có gốc rễ. Đấy là năm loại trí huệ đấy là ngũ trí phật dù cho bất kỳ niệm tưởng hay cảm xúc nào đang khởi lên hãy trực tiếp nhìn vào tinh túy hay nguyên thể của chúng và an trú ngay đó khi con thực hành điều này các niệm tưởng hay cảm xúc sẽ tự thân giải thoát một cách tự nhiên bởi vì chúng không có một tự tánh chắc thật nào cả cách thức này xuất phát từ các giáo huấn khẩu truyền để chuyển đưa ngũ độc vào đường tu con cần phải hiểu rõ và duy trì cách thực hành này